À, xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của vũ nha à, thì uh, theo yêu cầu của mọi người cũng như là những khách hàng mà đang theo dõi channel của thiên vũ á, thì uh, thiên vũ vừa quay cái sản phẩm mới cái mixer uh, mới của Saurabh đó là cái nano uh, bluetooth ha, BT. thì cái cái nano này rất là đa năng thì uh, mình cũng đã review cho các bạn cũng được uh, một hai clip rồi thì mà cái video này là vũ làm theo yêu cầu đó là mình sẽ không hiện tại là mình sẽ thu âm trực tiếp từ cái ngõ USB đến cái PC nói chung là cái ngõ ốc ao á thì chúng ta sẽ nghe và test được cái chất âm nó sẽ như thế nào thì bây giờ Vũ cùng các bạn ở đây sẽ làm cho mọi người biết và cách cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng mà khi mà chúng ta hát live stream hoặc là những stream với chất âm của SoundRap. nó ra nó khá hay hẳn hơn so với những cái sao cạc mà mini mà của Trung Quốc uh, kia thì nó ảo lắm, còn đây thì nó mang chất chuyên nghiệp hơn, like hơn. OK, Nhờ các bạn uh, mời bạn quay phim có thể là gần mình. Thì uh, về phần kết nối thì rất là đơn giản. Thì hiện tại đây là mixer và đây là cái ngõ ốc ao phụ có thể các bạn có thể coi nó là cái monitor. Chúng ta sẽ gắn nó vào tay nghe uh, hoặc là một chiếc loa kiểm âm hoặc là một chiếc loa nào đó để chúng ta nghe cái bài hát và chúng ta hát để nghe cái beat chúng ta hát. Và cái thứ hai á, là cái Uh, micro thì mình sẽ cấp trực tiếp từ micser này rồi, thì không nói ha. Rồi sau đó, rồi mình hiện tại là vũ đang kết nối bằng cái dây USB à, phía sau, các bạn nhìn trên cao xuống. Thì mình đang kết nối bằng cái USB cắm vào trực tiếp máy tính, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, như vậy là xong. Đó, như vậy là xong là mình đã kết nối và mình sử dụng là phần mềm OBIT, Đây, các bạn thấy ha. Đơn giản thì mình sử dụng phần mềm này thì sẽ ghi âm trực tiếp từ cái USB này. Thì thứ nhất á cái USB này có hai vấn đề một đó là nó sẽ lấy bit để đưa ra và là thành một file thu hai là nó sẽ lấy cái đường input của micro để nó đưa vô cái file thu này rồi à, kế đến là một điều lưu ý cho các bạn là cái điểm này đó chính là cái ngõ cái control ngay đây thì các bạn lưu ý các bạn đọc rõ rõ ràng này nó ghi là USB control thì ở đây có nó có nút hai biểu tượng một là men men khi mà chúng ta nhấn 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 sát vào á, thì nó sẽ là USB mà chúng ta mở rộng ra thì nó sẽ là cái cần tròn này nó là cái cần tròn này còn khi mà chúng ta livestream mà chúng ta lấy âm thanh nhạc từ USB á, thì chúng ta sẽ nhấn sát nó và nhấn sát nó vào hay mọi ơi xin lỗi nhấn vào cái men thì khi mà cái này á để cái cần tròn này để chúng ta tăng nhỏ giảm cái âm lượng của bit nhạc để cho nói chung là chúng ta hòa âm vào sao cho nó cân đối nhạc không được quá lớn để chìm đi cái 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 giọng của ca sĩ Đó. thì nó vẫn đây. Và còn phần này là chúng ta hiệu ứng effect thì Vũ đã giới thiệu các bạn rồi. Thì nó sẽ có 99 hiệu ứng effect đã được set up sẵn trên cái con này là Effect Digital các bạn ha. Thì cách vận chuyển effect này rất là đơn giản. Khi ví dụ mà chúng ta đang hát mà chúng ta muốn nói chuyện với những người đang xem stream live stream của chúng ta hoặc là chúng ta muốn ghi âm á, chúng ta nhấn cái này. Đó, để Vũ test cho các bạn luôn. Thì nó sẽ mất effect nè. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Rồi mình mở nè 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Đó, các bạn thấy không? Thì cái vấn đề này các bạn sẽ cần cho rất là dễ Nhiều cái sao cạc livestream stream nhiều khi chúng ta đang nói chuyện mà livestream trên Facebook đó, Mình cũng hay xem Thì cái sao cạc nó, cái giọng nó một phần là hơi ảo Thứ hai nữa là chúng ta lúc mà đang nói chuyện cái echo với lại cái delay reverb đó nó lặp lại làm cho cái người nghe khó chịu, thứ hai là cái giọng hát chúng ta cảm thấy là không chuyên. Còn con cái con này á, thì nó mình chia sẻ thật với các bạn luôn nha. Thì uh, nó sẽ thiên về cái việc mà ai hay thì nó sẽ hay mà ai dở thì nó sẽ dở chứ nó không có phải kiểu là để âu nó không có cái, cái tính năng gì mà mấy cái sắp kẹt mini á gì là auto tune hay là mấy cái cái vấn đề kia thì nó không có. Cái con này thì dành cho những cái uh, khách hàng có chất giọng à, những khách hàng mà có biết chơi nhạc cụ biết guitar chúng ta một bạn với nhau chúng ta có thể tạo một cái band đơn giản trên này chỉ với khoảng tầm uh, đâu đó khoảng 10 triệu thôi chúng ta có quyền một cái band và chúng ta thu để livestream cùng bạn bè và âm thanh sao ra làm âm thanh gốc thì nó rất là hay thì bây giờ vũ sẽ test hai cái effect cho các bạn để cho mọi người có thể cảm nhận được khi mà cái file này khi mà thu ra nó sẽ như thế nào và đây là cái vấn đề mà mình làm để cho phục vụ cái yêu cầu của khách hàng để làm cho mọi người hướng dẫn một cái thu âm làm sao mà là live stream trực tiếp hoặc là thu âm một cái gì đó để đăng trên mạng là theo yêu cầu của mọi người nha rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu à, mình sẽ gọi bạn thành tới à, bạn thành hỗ à... trợ à, thì cái hát này á là mình để cái effect cho mọi người cũng như là cái sao mọi người nhớ đeo tai nghe vào nha tại vì ở ngoài đây vũ đang dùng lo kiểm âm nên cái chất vũ nghe chắc sẽ kỹ hơn À, và cái file này khi mà chúng ta nghe trên TV á, thì nó sẽ không có nghe hết được cái effect tại vì mình chỉnh trên đây mình dựa vào loa kiểm âm nên nên nó nghe được còn cái loa TV nó sẽ không đáp ứng cái cụ loa nó đến cái loa điện thoại nó sẽ không đáp ứng được điều đó nó chỉ nghe những tiếng mọc thì chính thôi nhưng mà chúng ta đeo tai nghe vào thì chúng ta có thể cảm nhận được cái effect nó nằm ở trong cái bài đó cái này là mình đang sử dụng effect của luôn cái này rất là nhiều nhiều người sử dụng xài nè đó, nhưng mà mình đang sử dụng 94 thôi Tại vì 95 với kia là nó dài Mình thì đang muốn thể hiện các bạn cái giọng mà thu nó chuyên nghiệp hơn Không muốn sử dụng effect quá nhiều Mình nó cân đối nó phù hợp Đó, đây là 94 nè Đó, bây giờ mình đẩy lên nhiều nè Cho, cho em một hê Đó, thì các bạn mà sử dụng cũng lưu ý là khi mà chúng ta test thô như thế này á, Thì effect nó rất là nhiều Nhưng mà chúng ta phải, khi mà chúng ta set up thì chúng ta sẽ cân đối giữa cái nền beat nhạc với lại cái effect tại vì khi mà beat nhạc lên effect nó sẽ bị chìm nó chúng ta sẽ cân đối chúng ta phải test trước rồi sau đó chúng ta hát live stream là cái hiệu ứng đó chúng ta xài chúng ta sẽ quen à, ở đây nó cũng có bluetooth nữa nè mọi người mọi người có thể lấy nhạc từ bluetooth nè nó rất là hay rất dễ sử dụng nữa nè nó thu ghi âm nữa nó rất là nhiều tính năng cái này mình đã review rồi mình không lặp lại mình chỉ làm lặp lại thu sao từ cái nhỏ usb phía sau của nó thôi ok giờ thành ơi em vô hát cho mọi người. Bây giờ âm thanh này thu gốc nha. Mình sẽ sử dụng là effect 94 và âm ở mức vừa phải nha. À, lưu, quên. À, ngồi hát. Này. Ngồi hát. À, bạn Thành ở đây thì thật sự không phải là hát chuyên nghiệp hay là nghiệp dư nữa. Thật sự cũng chưa đến cái chữ nghiệp dư nữa, nhưng mà chỉ là hát để cho mọi người test về sau hay mọi người ha. À, cái này mà thật sự nếu gặp vô những khách hàng mà hát tốt thì rất là đã. Hôm nay làm theo yêu cầu của mọi người nha Nếu mọi người thấy video này chia sẻ chi tiết Thì đừng quên ủng hộ cho Vũ một like và một share Vì sản phẩm từ mình giới thiệu sản phẩm Nhưng mà mình test từ cái nó rất là thật Đến cho mọi người thì Trước khi mua mọi người tìm hiểu cũng khá là kỹ đúng không Rồi Alo 2, hey, 6, 7, 1 2, hey, 3, 4, 5, 6, 7, Chào cho em nụ hồng Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió Em nâng niu đem hoa về dư Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương Nhưng sao hoa kia mau phải tàn Dùng ta tà tới trên đôi tay em băng ra Em nghe như trong tim rằng vỡ nỗi đau là một trời nhặt nhòa dương khói. Em như chim bay quen đường về Âm thầm mình anh nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mình ngủ tầng trời nào vui chi nơi xa xôi ấy? em quên anh như quên cánh hoa đó như vậy các bạn thấy là mình nói chuyện với effect nè giờ khi mà mình nói chuyện với các bạn thì mình sẽ tắt effect đi đó như vậy là xong effect nó đã mất thì chúng ta nói chuyện với các cộng đồng cũng hay hoặc là những người chúng ta đang livestream cũng rất là hay chúng đi làm show con này xài cũng rất là dễ sử dụng và rất là dễ dùng nữa và giá thành em nghĩ cũng tương đối cũng đầy đủ tính năng à, rồi bây giờ À, thì đó là cái một hiệu ứng effect bây giờ mình sẽ test thử cái một cái hiệu ứng effect nữa cái đuôi nó sẽ dài hơn nó dễ chịu hơn nữa cái nãy thì nó hơi chuyên tí xíu ít ít effect còn nếu mà những ca sĩ hát thì họ thật sự là họ hát rất là khỏe họ hát rất là tốt nên họ ít dùng effect lắm effect chỉ là hỗ trợ một phần tí xíu thôi còn bây giờ mình sẽ chuyển qua cái số 38 38 cái hiệu mình đã test rồi mình sẽ test là cái effect này đấy các bạn thấy không cái effect cái đuôi nó sẽ dài à. Giờ mình sẽ hát thử cho cho bạn hát thử giảm lại. Hát lại từ đầu cũng đoạn này luôn cho cho dễ phân biệt. Ừ, ok. Dứt. Anh đem trao cho em nụ hồng. Nụ hồng ngóng anh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về dưới trong hồn mộng sao hoa không phai sắc hương Những sao hoa kia mau phai tàn dùng ta tới trên đôi tay em băng ra em nghe như trong tim rằng vỡ nỗi đau lắm một trời nhắc nhòa sương khói em như chim bay quen đường về ông thầm mình anh nơi đây với những vương khuôn đó các bạn thấy không effect nó khác so với lại cái effect ban đầu mình test nhưng mà ở đây là mình chưa đẩy hết nếu mà mình đẩy hết nó còn nhẹ nhàng hơn nhưng mà tại vì mình không muốn lạm dụng effect quá nhiều Tại vì thật sự nếu mà càng nhiều quá thì làm cái giọng mình nó ảo đi Nó không còn có chất nữa và cái bản thu nó ra nó không có được đã Uh, thì ở đây thì thật sự ở đây thu là một cái, cái một sự chuyên nghiệp để dành cho các bạn thu tại nhà ở gia đình này nọ thì hoặc là những cái band chúng ta chơi chúng ta mua những cái bản cover của mình để lên youtube ấy, thì nó sẽ hay hơn và nó tốt hơn còn bản thân những cái phòng thu họ có những mixer chuyên dụng hơn và sau đó họ còn edit xử lý lại thì chắc chắn cái bản thu mình không bao giờ không thể bằng studio được rồi nhưng mà khi mà chúng ta thu trực tiếp thì ở đây là những cái giải pháp tốt nhất mà các bạn có thể có được cái lựa chọn này uh, ok thì coi uh, như là vũ cũng đã giới thiệu cho các bạn xong à mình sẵn tiện đây mình sẽ giới thiệu các bạn một cái hiệu ứng effect mà ở ít cái con mixer cơ nào nó có chính là cái con uh, echo với delay mình test các bạn ha đây đi quần Đó, đây là cái effect các bạn thấy karaoke được, đó. nếu mà ta sẽ hát chơi vui. Còn ta, thật sự mà nếu mà thu đó, thì chúng ta nên uh, sử dụng vệt thôi, để các bạn thu nó tốt hơn chơi guitar đồ này nọ. Và con này nó có cái compressor nữa, thì nó giúp cái bộ kinh nén cái giọng của bạn tốt hơn và nó không bị over. Đó, một điểm rất là hay. Ok. Ừ. À, hiện tại cái số mình đang test là cái con số 13 nha các bạn ha mà thử số mười hai nó sẽ khác nhau gì so với số mười ba. đó, nó sẽ nhanh hơn đi nè. ở cái con này đây là số mười một. À, các bạn thấy cái repeat của echo nó sẽ lặp lại nhanh hơn và thời gian nó ngắn lại. đó, à, thì cái này các bạn hát karaoke ok, đó. À. nhưng mà thật sự cái này thì cho vui thôi. các bạn hát thì chúng ta sử dụng những cái Revert, những cái hiệu ứng khác nó hay hơn khi chúng ta thu chuyên nghiệp. ok, như cái video này là mình đã chia sẻ cho các bạn rồi bây giờ mình thử mình tắt đèn các bạn coi cái mixer này nó có đèn coi nhìn nó sang không khi chúng ta tối á à, tắt cho mình cái đèn trắng mở cái đèn kia lên ok các bạn thấy không nhìn thì nó có đèn nè nhìn nó sang hơn giống như phòng thu cũng khá là chuyên nghiệp chứ bộ quay xa này xem alo 1 2 Mình chỉnh qua reverb lại nó chỉnh ra sao echo quá mình tắt đi chuyển qua mình chuyển ở chín 74. Ok. Ê. đó giảm lại. Ok, đó, giọng này mình nói chuyện với các bạn là rất là đẹp nè. Không có hiệu ứng nhiều nè. luôn, one 2. Đó, như vậy là mình đã thì hướng dẫn các bạn xong về cái uh, cách setup, cách thu âm cũng như là test thử sao cho các bạn khi âm thanh trực tiếp nào nó rất là ok với trong cái tầm giá này các bạn không có sự lựa chọn nào hơn à, hiện tại sản phẩm này đâu có giá là do đây là dòng mt12 nó có trên đâu khoảng đó 13 triệu nhưng mà còn cái dòng thấp hơn à, là mt8 nhỏ hơn các bạn phân khúc nó nhỏ hơn nên ít like hơn thì nhiều like thì các bạn cần nhiều cụ nhưng mà nếu solo thì chúng ta hát ít nên xài ít like thôi để tiết kiệm kinh phí và còn có tính năng 100% đều giống nhau không khác nhau gì cả ok các bạn thấy video này hay đừng quên ủng hộ cho thiên vũ anh em thiên vũ một like và các bạn mong muốn thì Vũ làm gì với chiếc mixer này nữa để test các bạn Thì các bạn hãy để lại comment bên dưới Bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn